Rồi, xin chào anh em. Hôm nay Bonsai VN là tiếp tục là chia sẻ với mấy anh em một cái kỹ thuật về cây hồng ngọc mai này, rất là đơn giản mấy anh em ơi. À, một số anh em biết rồi, chụp có tham số anh em cũng sẽ biết rồi ạ. Như này thì cái giới thiệu về mấy cái hồng ngọc mai này thì ưu điểm của nó bông rất thơm và trái của nó rất là đẹp, và trái của nó cũng ăn được luôn mấy anh em, hơi ngọt ngọt xíu mấy anh em ơi. Và cái cây hồng ngọc mai này thì nó có một cái điểm khá hay, đó là ở bên thân của nó sẽ đâm rễ ra những cái chỗ đây. Đây là những cái khứa rễ này mấy anh em, đâm ra thì một số anh em người ta cắt cái nhánh xuống, người ta dâm xuống đất, nó vẫn sống nha mấy anh em, không có gì chết hết. Cái hồng ngọc mai này rất là dễ sống, như đây nó đâm rễ này, em thấy không? Thì nó rất là dễ sống, và cắt cái nhánh thôi mình dâm xuống nó sống. Nhưng mà xét về cái tính kỹ thuật với lại cái độ sung của cây thì nó thiếu đi mấy anh em ơi. Thì Bonsai VN cũng làm một cái số vấn đề để chia sẻ một số anh em là như thế này, là chúng ta sẽ chiếc nói cực kỳ đơn giản, không có cầu kỳ như là chúng ta bó đất hay là chúng ta bó có cái miếng bịch ni lông người, nó rất là mất công mấy anh em ơi, rất là mất công. Đây anh em thấy rễ nó không? Đó, đây là đoạn rễ nó này, đây rễ nó này mấy anh em, thì nó rất là mất công, rất là cầu kỳ. Mình bó đất, mình bó cục cục hay là mình làm như thế nào đó đâu á, đủ các kiểu á, thì nó rất là cầu kỳ và cái cây nó không có ngon. Thì Bonsai VN giới thiệu với mấy anh em đang nhìn đây đó là cái cách chiết của Bonsai VN đối với cái hồng ngọc mai thôi nha, còn một số cây khác thì mình chưa có dám làm, nên là mình chưa có được cái kinh nghiệm. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với mấy anh em đây là cái cách chiết rất cực kỳ đơn giản, là chúng ta dùng một cái bông bông gòn mấy anh em, bông gòn này trong y tế mấy anh em. Thì mấy anh em mua khoảng 1 bịch 2 bịch thôi, rồi về mình nhúng nước để bắt đầu mình lấy ra là nó dính cuộn, rồi mình lùi dùng kéo mình cắt thành những cái miếng mình thích, nó có nước này luôn, nó giữ nước mà. Bắt đầu mình dùng một cái cọng thép thôi, bắt đầu mình để mình bó vô trong cái cây hồng ngọc mai này, mình để yên nó từ đây lại xong mình cắt. Thì như vậy cái cây của mình nó sung, mà khi mình dâm vô trong chậu, chuyển nó chậu con á, thì cây cây của mình rất là phát triển mấy em, nó phát triển như thế này luôn này, nó không có bị mất sức. Thì mình xây VN là cái cây hồng ngọc mai này rất là dễ, nên là mình làm theo cách này rất là hay mấy anh em. Là nó vừa nó cái chung là nó thao tác rất là nhanh, gọi là nhanh gọn đơn giản, không có phức tạp như là mình bó rồi bắt đầu mình bó lục bình đi, bó lục bình thì cũng như cái cách này cũng được. Thì cái cách này hồi trước là mình bó bằng cái rễ lục bình, nhưng mà rễ lục bình sau này thì nó cũng hết rồi, nó cũng có mùa mà nó không ngon. Cái hai nữa là khi mình bó đất á, thì ở ngoài thì mình có cái một cái bịch nhựa đó, mình tốn thêm cái bịch nhựa rất cầu kỳ. Thì cái cách này áp dụng cho hồng ngọc mai, bởi vì hồng ngọc mai nó rất là dễ mấy em, rễ nó đâm từ trong thân ra, mấy anh em để gì là nó khi nó bám đủ, nó bám nhẹ nhẹ phần phần này rồi chúng ta nhìn thấy rễ nó rồi á, thì khoảng trong vòng khoảng tháng rưỡi thôi đến 2 tháng á mấy anh em, thì lúc này là chúng ta cắt, chúng ta đưa ra chậu được rồi mấy anh em, nó rất phát triển mà cây chúng ta không bị mất sức. Như bình thường á, nhánh đây nè, nó có rễ nè, nhánh này có rễ, chúng ta cắt cái đoạn này chúng ta dầm xuống nó vẫn sống mấy anh em, nhưng mà điều cái sự phát triển của nó yếu lắm, nó không có được mạnh. Thì mình làm như cách này á là để cho nó được mạnh, và cái vải bông này á mà khi chúng ta tưới nước vào nó thấm, và đúng giữa trưa thì nó sẽ khô, và chiều chúng ta tưới nước nữa thì đến tối tối thì nó sẽ khô, nó giữ độ ẩm được, nên là cái rễ nó kích rất là màu ra mấy anh em. Thì cái cách này rất là đơn giản, chỉ cần là một dùng một cái cuộn bông bó vô, lấy cái một cọng thép quấn lại là xong, chúng ta để cho mặc cho tự nhiên. Thì lúc này trong vòng khoảng 2 tháng thì lúc này nó sẽ bật rễ ra, và chúng ta sẽ cắt những cành nào đó chúng ta không cần thiết mà chúng ta đem xuống, chúng ta dăm dưới đất thì nó rất là phát triển mấy em, hoặc là mình chiết ra bầu nó rất là mạnh đó. Thì Bonsai VN chia sẻ mấy anh em có gì thì góp ý, nếu mấy anh em mình thấy hay thì mấy anh em mình thử làm thử thử cách
của mình nó rất hiệu quả và nó rất là mạnh, nó rất là khỏe cây. Và cây hồng ngọc mai thì nó rất là đẹp anh em, hoa nó rất là thơm. Và hiện nay thì nhu cầu chơi hồng ngọc mai cũng rất là đẹp nữa. Đó, thì bữa sau bên cảm ơn mấy anh em, có gì mấy anh em cần tư vấn về các cái loại cây dúi hay là một số các cái loại cây khác của rừng thì liên hệ với Bonsai VN sẽ chia sẻ và tư vấn mấy anh em, và cũng có giao lưu các cái loại cây bán thành phẩm. Cảm ơn mấy anh em rất là nhiều. Chúc mấy anh em một buổi sáng cuối tuần thật là vui vẻ.